Cuộc chiến không giới tuyến, bộ phim mới của nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Danh Dũng sắp lên sóng kênh VTV1. Dàn diễn viên quen mà lạ trong phim Biệt Dược Đen. Thông tin mới về hai bộ phim nước ngoài Bí Mật Hôn Nhân và Ngôi Nhà Bí Mật trên kênh VTV1 và VTV3. Kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình VTV Kết Nối. Thưa quý vị, từ ngày 11 tháng 9, phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến sẽ lên sóng VTV1. Bộ phim kể câu chuyện về các chiến sĩ bộ đội biên phòng trong cuộc chiến đầy cam go khốc liệt với tội phạm ma túy. Yếu tố nào làm nên sức hút của Cuộc Chiến Không Giới Tuyến? Đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Danh Dũng cùng đoàn làm phim mang tới thông điệp gì qua bộ phim? Xin mời quý vị cùng tìm hiểu ngay sau đây. Một ngày cuối tháng 8, nhóm phóng viên VTV Kết Nối đang có mặt tại xã Trường Sơn, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La để thực hiện phóng sự đầu tiên về bộ phim Cuộc Chiến Không Giới Tuyến. Lúc này, đoàn làm phim đi bộ trên sườn núi treo leo để đến bối cảnh ghi hình, một căn nhà nằm trên sườn núi sát biên giới Việt-Lào, khu vực cửa khẩu Lóng Sập. Đây chính là một trong nhiều bối cảnh mà đoàn làm phim phải vất vả để thực hiện các cảnh quay. Điều kiện cần thiết để tạo được cái sự hấp dẫn cho khán giả, đấy là cái yếu tố chân thực. Thì về nghiệp vụ thì đã được bên quân đội, các cái đơn vị nghiệp vụ hỗ trợ về đời sống của bà con. Chúng tôi rất muốn là nắm bắt từ thực tế, khai thác từ thực tế để chúng tôi có được những cái hình ảnh nó sát thực tế nhất, nó thuyết phục đến với khán giả nhất. Tính đến thời điểm hiện tại, đoàn phim đã cắm chốt tại Mộc Châu, Sơn La tròn một tháng. Vượt qua nhiều áp lực của thời tiết khắc nghiệt, lúc nắng nóng hơn 40 độ, khi mưa rào như chút nước. Có ngày, đoàn làm phim di chuyển mấy chục km đường rừng. Các diễn viên đã có những trải nghiệm đáng nhớ với Cuộc Chiến Không Giới Tuyến. Hai cái tháng sống ở vùng biên cương này thì mình được trải nghiệm đầy đủ về đời sống quân ngũ như thế nào. Có lẽ khó khăn nhất mà đoàn phim phải đối diện, đó chính là điều kiện thời tiết. Nhất là cái vùng biên giới này, mưa nắng rất thất thường, thế cho nên là cái điều kiện sản xuất, điều kiện ghi hình rất là vất vả. Có những cái bối cảnh thậm chí là gần như tất cả các phương tiện của đoàn phim không thể di chuyển vào được. Mà mỗi khi mà trời mưa thì đường là ngập lụt, gần như là đoàn phim của quốc bộ. Thì nhất là đường đồi núi vất vả này, xong rồi cái việc đi lại nó cũng không hề thuận tiện một chút nào, khá là khó khăn. Tuy nhiên là để gửi tới khán giả những cái thước phim nó chân thật nhất, gần gũi nhất, nó ấn tượng nhất với đoàn làm phim thì những cái điều này nó không đáng là gì cả. Cùng với việc chăm chút hình ảnh phim, một trong những yếu tố thu hút khán giả của Cuộc Chiến Không Giới Tuyến là hệ thống nhân vật đông đảo, đa chiều, được xây dựng chặt chẽ, sắc nét. Trong đó, hình ảnh người lính biên phòng được khắc họa nổi bật thông qua câu chuyện của Trung tá Trung và đồng đội cắm chốt tại đồn biên phòng Mường Luông. Được khoác lên mình bộ quân phục của biên phòng nữa cũng là một cái sự tự hào, một cái vinh dự. Tuy nhiên thì vai diễn lần này thì có lẽ là Tô Dũng lại quay lại cái chất vai trước đây của mình. Người trong đội vận động quần chúng, gọi là cán bộ dân vận ấy, tiếp xúc với bà con rất là nhiều. Có những cái công việc gì đó, sự kiện gì đó ở dưới bản, những cái vụ việc gì đó mà cần phải có người đứng ra giải quyết ấy, thì mình sẽ người làm việc đó. Thì rất may là lần này thì Việt Anh đã được hóa thân vào một chiến sĩ biên phòng. Và cái điều mà Việt Anh tâm đắc nhất khi mà tham gia cái bộ phim này cũng như là vai diễn này, đó chính là mình được sống một cái đời sống của một người chiến sĩ thật sự, một người chiến sĩ quân đội nhân dân Việt Nam. Và khi hóa thân vào vai một chiến sĩ biên phòng, một người đồn trưởng, thì Việt Anh mới hiểu được những cái áp lực, những cái khó khăn, những cái vất vả trong công tác của các đồng chí. Và Việt Anh cảm thấy rất là xúc động khi mà được sống trong cái đời sống của một người chiến sĩ và truyền tải mấy cái hình ảnh của người chiến sĩ biên phòng, về đời sống của người chiến sĩ biên phòng. Với câu chuyện phim hấp dẫn, nhiều tình tiết gay cấn, kịch tính, đan xen những tình huống hài hước, Cuộc Chiến Không Giới Tuyến hứa hẹn tạo ấn tượng với người xem khi khắc họa hình ảnh người chiến sĩ biên phòng tâm huyết, trăn trở và lựa chọn cách hành xử trước những cám dỗ. Bên cạnh đó, câu chuyện về sự gắn kết tình quân dân nơi địa đầu Tổ quốc cũng là điểm nhấn cuốn hút người xem. Kể như thế nào, khai thác như thế nào để mang lại cái sự hấp dẫn đối với khán giả, chúng tôi đã làm hết sức, đã cống hiến hết sức, và tất cả những cái đơn vị nghiệp vụ của bộ đội biên phòng đã hỗ trợ, đã giúp đỡ chúng tôi. Chúng tôi rất là trân trọng, và đấy là cái động lực để cho mỗi cá nhân trong thành phần đoàn làm tốt hơn. Mọi người đều rất quyết tâm, trên dưới đồng lòng. Thế cho nên rằng là dù có những cái khó khăn, dù có những cái vất vả như vậy, nhưng mà mọi người vẫn luôn bảo ban, vẫn luôn động viên nhau để cố gắng hoàn thành nhiệm vụ một cách gọi là xuất sắc nhất.
sẽ có rất nhiều những câu chuyện hay là những hoạt động, những lễ hội mà thể hiện được cái tình cảm giữa gọi là giữa quân và dân, sẽ rất là thú vị, sẽ rất là gần gũi, rất là đáng yêu, và mọi người hãy chờ đón bộ phim nhé. Thông tin về cuộc chiến không giới tuyến sẽ được VTV Kết Nối gửi đến khán giả ở các số phát sóng tiếp theo. Mời quý vị đón xem bộ phim phát sóng lúc 21 giờ các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trên kênh VTV1. Thưa quý vị, qua những hình ảnh trailer và các tập phim đầu tiên lên sóng VTV3 vào đầu tháng 9, Biệt Dược Đen thu hút khán giả dõi theo những vụ án cùng tinh tiết phá án ly kỳ hấp dẫn. Đáng chú ý là dàn diễn viên vừa quen vừa lạ với phần tạo hình đầy mới mẻ trong series phim cảnh sát hình sự này. Vậy các đạo diễn đã có sự lựa chọn như thế nào cho dàn diễn viên của Biệt Dược Đen? Các diễn viên đã đầu tư những gì cho vai diễn mình đảm nhận? Câu trả lời sẽ được VTV Kết Nối gửi tới quý vị trong ít phút tới. City Boy là nhóm thanh niên có nhà có điều kiện. Ưu tiên của City Boy rất rõ ràng. Một là con nhà quan chức. Hai là con doanh nhân. Nhóm này còn được gọi là tứ công tử. Cũng như nhiều bộ phim cùng chủ đề hình sự của Trung tâm Phim Truyền hình Đài Truyền hình Việt Nam, Biệt Dược Đen hấp dẫn khán giả ở nội dung câu chuyện với nhiều tình tiết lắt léo, khó đoán. Tuấn là một cảnh sát thông minh, dũng cảm, có quá khứ đau buồn khi chứng kiến người mẹ của mình bị sát hại, khiến anh bị mất trí nhớ hoàn toàn về thời thơ ấu. 20 năm sau vụ án, Tuấn về làm đội phó đội cảnh sát hình sự do Tuyển làm đội trưởng, người có mặt trong vụ án năm xưa. Sự kết nối này mang tới cho hai nhân vật trong phim những mảnh ghép bất ngờ. Sao thế? Vẻ mặt này nhìn quen quen anh ạ. Vẻ mặt hay nụ cười? Vai diễn này nó đi theo tôi từ khi tôi bước vào nghề. Vì thế mà nó là cái vai diễn, nó là một phần cuộc đời mình. Ở trong cái series cảnh sát hình sự này thì tôi được đóng cùng với các bạn trẻ. Và cảm giác là mình lúc này nó như một cái gì đấy, một cầu nối. Không còn là thủ trưởng hay lãnh đạo gì nữa mà là một cầu nối giữa những cái thế hệ hình sự cũ và với những thế hệ hình sự mới, với các bạn trẻ, với cách đấu tranh tội phạm theo nó hiện đại hơn, tinh vi hơn. Với sự diễn xuất của những gương mặt quen thuộc trong một vai trò mới, một ngoại hình mới, các diễn viên trẻ như Huỳnh Anh, Lương Thanh góp phần mang tới làn gió mới cho series phim cảnh sát hình sự mới này. Diễn viên Bảo Anh thì là một cái người mà luôn luôn là được gắn với cả những hình tượng mà chiến sĩ công an ở trên phim truyền hình của VFC. Ngoài ra còn có những diễn viên khác cũng là nằm trong tuyến của cảnh sát hình sự, đấy chính là Huỳnh Anh, Lương Thanh này và Hoàng Long. Khi mà chúng ta kết hợp như thế thì những diễn viên trẻ sẽ có cái sự tươi mới, các diễn viên sẽ chỉ bảo cho nhau và ekip làm việc rất là ăn ý, cho nên mọi người dần dần hòa nhập rất là nhanh. Khi mà Thanh nghiên cứu kịch bản và phân tích nhân vật thì Thanh thấy là cô Dương này là một cô rất là mạnh mẽ và dám nghĩ dám làm. Điều khó khăn nhất đối với Thanh đấy chính là mình phải thoại làm sao cho đúng nhân vật, và những cái gì mà cô ấy đã nói ra thì đều là những cái mà cô ấy đã từng đọc trong những cái câu chuyện trinh thám của cô ấy rồi. Vì vậy mà cách thoại và cách mà cô ấy nói ra là luôn luôn phải thuộc lòng như cháo chảy. Bên cạnh vai diễn chiến sĩ công an đấu tranh phòng chống tội phạm, Biệt Dược Đen có màn hóa thân ấn tượng của những gương mặt quen thuộc như Bình An, Anh Vũ, Duy Nam. Các diễn viên vào vai công tử ăn chơi có lối sống lệch lạc nên đòi hỏi sự chăm chút từng chi tiết về ngoại hình nhân vật. Lần này đến với bộ phim Biệt Dược Đen thì Đỗ Duy Nam có một cái tạo hình giống như là một rapper, nhìn rất là ngầu, rất là chất. Thì đến với bộ phim này thì đấy, cái tạo hình này khiến cho Nam đấy, lúc ấy Nam có chia sẻ là một bộ phim mà Nam tốn nhiều dầu gội đầu và tốn rất là nhiều tiền để mà gội đầu, vì làm cái tóc này rất là đau, rất là khó chịu. Tuy nhiên là hôm nay khi mà nhìn thấy những cái thước phim, những cái hình ảnh của mình lên sóng thì mình cảm thấy rất là đã, không có việc gì phải những cái mệt nhọc, rồi tất cả mọi thứ dường như là tan biến hết rồi. Hy vọng là cái vai đạt điên này sẽ làm cho tất cả quý vị và các bạn cảm thấy thích thú. Thì mọi khi thì mọi người hay quen mình với cái hình ảnh là trai ngoan hay là trai tốt và những người tử tế. Bây giờ thì là một lần mà Vũ nghĩ là Vũ sẽ thử sức mình với cái vai diễn mà nó đòi hỏi cũng khá nhiều những cái kỹ năng, cái chiều sâu của nhân vật để có thể thể hiện được ra những cái toan tính, thể hiện ra những cái nét mà mưu mô
của nhân vật. Thì Vũ nghĩ là hy vọng mọi người sẽ đón nhận cái vai diễn lần này của Vũ. Bên cạnh những hình ảnh đẹp mắt, tiết tấu nhanh, đề tài hấp dẫn, mang tính thời sự, sự nỗ lực tâm huyết của dàn diễn viên Biệt Dược Đen hứa hẹn mang đến những phút giây giải trí mới mẻ, thú vị cho khán giả yêu thích dòng phim cảnh sát hình sự. 4 năm qua thì các bạn đã được xem rất là nhiều dòng phim tâm lý gia đình, phim giải trí, dòng phim chữa lành hay những dòng phim tình cảm yêu đương. Và bây giờ chúng tôi quay trở lại với dòng phim hình sự. Tôi muốn đưa Bảo Anh đến để mọi người cảm thấy đây là phim hình sự. Bên cạnh đó thì cái sức diễn của Bảo Anh rất là tuyệt vời. Anh ấy chỉ cần thấy anh ấy đứng, anh ấy nói thôi đã cảm giác đấy là một chiến sĩ công an rồi. Có một cái chiều sâu mà rất là thuyết phục. Còn toàn bộ cái dàn diễn viên còn lại, Lương Thanh, Quỳnh Anh hay bạn Long đều là lần đầu tiên các bạn được đóng. Trước các bạn chỉ đóng những vai tình cảm, thậm chí đóng những cái vai phản diện, đóng những cái vai hoàn toàn không liên quan đến chuyện. Và khi các bạn ấy tham gia vào vai này, các bạn ấy thực sự là gặp những cái thử thách rất là lớn. Cũng rất may là tất cả các bạn đều đã vượt qua. Tôi nghĩ là mọi người sẽ bất ngờ với bạn ấy trong bộ phim này. Bộ phim này cũng mang cho anh em một cái cảm giác rất là tự hào khi mà bản thân mình được khoác lên mình bộ cảnh phục của một người chiến sĩ công an nhân dân. Và rất là hy vọng mọi người đón xem bộ phim Biệt Dược Đen vào lúc 21:40 vào thứ 2, 3, 4 trên VTV3. Thưa quý vị, những bộ phim nước ngoài trên các kênh sóng của VTV luôn thu hút khán giả bởi nội dung phong phú, câu chuyện phim hấp dẫn cùng dàn diễn viên có ngoại hình đẹp. Ngay sau đây, VTV kết nối mời quý vị cùng theo dõi diễn biến mới về bộ phim Ngôi Nhà Bí Mật trên kênh VTV3 và bộ phim Bí Mật Hôn Nhân sắp lên sóng trên kênh VTV1. Bí Mật Hôn Nhân, bộ phim tâm lý xã hội Thổ Nhĩ Kỳ xoay quanh gia đình của Copan Kepher, nữ luật sư nổi tiếng xử lý các vấn đề về ly hôn. Trong hoàn cảnh chồng bỏ đi theo người tình, một mình nuôi dạy 3 cô con gái và làm việc không ngừng nghỉ, Copan được ví như một người phụ nữ thép. Lý do mẹ làm mọi cách để giữ con ở đây không phải vì con giỏi, mà là vì mẹ không muốn mọi người biết con tệ ra sao. Các thành viên của gia đình Copan với những nét tính cách khác nhau, khi đối diện với cuộc sống hôn nhân của chính mình, mỗi người đều có những quan điểm đối ngược. Chính điều này đã khiến cho sóng gió liên tục xảy ra. Các nhân vật luôn gặp phải những tình huống bất ngờ qua mỗi tập phim. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Xin vui lòng. Với đề tài phim hấp dẫn và hình ảnh đẹp mắt, Bí Mật Hôn Nhân hứa hẹn lôi cuốn khán giả ở điểm hẹn 13 giờ hàng ngày trên kênh VTV1 từ mùng 8 tháng 9. Cháu thấy thế nào? Cháu có thích không? Cháu thích lắm ạ. Ngôi Nhà Bí Mật, bộ phim truyền hình Hàn Quốc tạo sức hút với khán giả khi luôn mang đến những tình huống bất ngờ xoay quanh câu chuyện của gia đình chủ tịch Nam Hưng Sích. Trong diễn biến gần đây, thân thế của cháu nội chủ tịch Nam Hưng Sích đã được làm sáng tỏ. Điều này kéo theo hàng loạt những rắc rối. Ông là chủ tịch công ty sản xuất thảm nổi tiếng mà không làm được cho chắc cái việc còn con này sao? Cháu cảm ơn ông vì đã quan tâm đến bé Son ạ. Với các manh mối đã được giải mã và những bí mật gia đình được hé lộ, trong phần tiếp theo, diễn biến sức khỏe của chủ tịch Hưng Sích dẫn tới nhiều bước ngoặt của phim, hứa hẹn đem đến những tình tiết mới khó đoán. Không phải là vì chuyện đó, anh muốn vĩnh viễn chôn vùi sự thật rằng mình không phải là cháu nội của ông. Nói trắng ra là anh không muốn ông ấy tỉnh lại thôi. Quý vị đón xem diễn biến mới của Ngôi Nhà Bí Mật phát sóng lúc 12 giờ thứ 2 đến thứ 6 trên kênh VTV3. Những thông tin về hai bộ phim Bí Mật Hôn Nhân và Ngôi Nhà Bí Mật đã khép lại chương trình VTV Kết Nối hôm nay. Để biết thêm thông tin về các bộ phim và chương trình mà mình yêu thích, quý khán giả hãy tiếp tục tương tác với chúng tôi qua fanpage VTV Đài Truyền hình Việt Nam và theo dõi những nội dung phong phú hấp dẫn trên nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.